xưa đi. Hôm nay công ty xây dựng Pico xin giới thiệu đến anh em xây dựng máy xoa chát tường công nghiệp. Như các anh đang nhìn thấy trên video, máy xoa chát tường sử dụng cực kỳ dễ dàng và hiệu quả, xoa chát mượt mà và nhanh chóng, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được. Máy có công suất 2.500W, tốc độ quay 2.000 vòng trên phút. Động cơ lõi đồng nguyên chất giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ và không bị nóng trong quá trình sử dụng. Máy có thể điều chỉnh tốc độ từ 1 đến 6 tùy vào nhu cầu làm việc. Bàn xoa đường kính lớn 38cm giúp máy xoa trên diện tích rộng hơn. Giờ đây khi sử dụng máy chát tường công việc sẽ rút ngắn được thời gian thi công, từ đó tiết kiệm chi phí nhân công gấp 5 lần lao động thông thường. Máy có chế độ bảo hành 3 năm, lỗi một đổi một trong 7 ngày. Đặc biệt giảm giá 30% và miễn phí vận chuyển cho 88 khách hàng đầu tiên đặt mua trong video này. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chúc anh chị sớm sở hữu sản phẩm tiện ích và làm việc thật hiệu quả nhé. Công ty xây dựng Pico hân hạnh đồng hành cùng quý khách trên mọi nẻo công trình.